Kính chào quý vị. Chúc quý vị ngày mới nhiều niềm vui và thành công trong công việc. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An với một số nội dung chính sau. Trong năm 2015, huyện Đức Hòa vận động gần 8 tỷ đồng thực hiện hoạt động khuyến học khuyến tài. Với nguồn quỹ đóng góp trên, hàng ngàn suất học bổng, phần quà được trao kịp thời giúp sức cho học sinh đến trường. Phần tin trong nước, biến đổi khí hậu đang tác động mạnh mẽ đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại An Giang, nguồn lợi thủy sản cũng sụt giảm nghiêm trọng, khiến hàng ngàn hộ dân gặp khó khăn. Tin thế giới, Ngoại trưởng Nga đề cao sự thống nhất các nỗ lực quốc tế trong vấn đề chống khủng bố. Ủy ban Nhân dân xã Bình An, huyện Thủ Thừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 53 năm ngày hy sinh của liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Tình tại đền An Hòa Trung, ấp An Hòa 1. Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Tình sinh năm 1941, tham gia cách mạng năm 1959, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là chiến sĩ trong đội du kích xã. Trong khi đi vận động nhân dân tham gia đấu tranh chính trị tại chàm Cầu Kè thuộc xã Bình Phong Thạnh, nay là xã Bình An, huyện Thủ Thừa, để giữ bí mật và đảm bảo cho đồng bào an toàn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã thu hút địch về phía mình. Đồng chí Phan Văn Tình đã bị thương và bị địch bắt, bị tra tấn, đã anh dũng hy sinh khi mới 21 tuổi. Đồng chí Phan Văn Tình được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu liệt sĩ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 20 tháng 12 năm 1994. Buổi họp mặt nhằm tôn vinh sự hy sinh cao cả của đồng chí Phan Văn Tình trong sự nghiệp giải phóng đất nước, càng nhằm giáo dục thế hệ trẻ học tập thật tốt để không phụ lòng các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Huyện Châu Thành vừa sơ kết công tác hội và phong trào nông dân giữa nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân huyện 2012-2017. Hội Nông dân huyện Châu Thành hiện có trên 11.000 hội viên, được sự hỗ trợ của các ngành tỉnh, huyện. Hội đã tổ chức được 74 lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trong huyện như kỹ thuật trồng thanh long, kỹ thuật nuôi bò, nuôi gà, nuôi tôm. Nông dân trong huyện có điều kiện tiếp cận khoa học kỹ thuật mới và ứng dụng trong thực tế trong sản xuất và chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện kết hợp với các xã thành lập được 5 hợp tác xã thanh long, củng cố 80 tổ kinh tế hợp tác, trong đó chủ yếu là hợp tác trồng thanh long việt gáp, tổ nuôi heo theo quy trình lắp ráp. Các mô hình này hoạt động phong phú, thu hút ngày càng nhiều nông dân tham gia, làm ăn có hiệu quả. Nhiều hộ hội viên thoát nghèo vươn lên khá và giàu. Hiện toàn huyện có hơn 5.600 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 11 nông dân sản xuất giỏi cấp trung ương, hơn 500 nông dân giỏi cấp tỉnh. Đến cuối năm 2015, toàn huyện thành lập được 240 tổ tương trợ, tổ cấp vốn với gần 2.000 tổ viên, cấp vốn trên 7,6 tỷ đồng, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Nông dân làm nòng cốt tham gia nhiều phong trào tại địa phương như hiến đất đóng góp gần 28 tỷ đồng, xây dựng 71 công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn, cầu Bắc Qua Kinh, tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm của toàn xã hội, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường ở các vùng nông thôn từ chất thải, rác thải trong sinh hoạt, chăn nuôi cho đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, gây khó cho quá trình xây dựng nông thôn mới đối với tiêu chí môi trường. Hàng ngày, người dân huyện Cần Giuộc thải ra gần 40 tấn rác thải sinh hoạt. Để giải quyết hết lượng rác này, huyện ký hợp đồng với công ty cổ phần công trình đô thị Cần Giuộc tổ chức thu gom và bố trí các thùng rác dọc những tuyến đường chính. Tuy nhiên, không phải ai cũng để rác thải đúng nơi quy định. Hành động này vừa làm ô nhiễm môi trường sống, vừa mất vẻ mỹ quan và gây không ít khó khăn cho việc thu gom rác của công nhân vệ sinh. Thì trong quá trình tôi đi thu gom rác huyện Cần Giuộc thì nói chung là cũng có một số người dân thì có ý thức, mà cũng một thiểu số là không có ý thức, bỏ rác bừa bãi, coi như là không có cột lợn đàng hoàng này kia, để cho nó rác nó bay ra bừa bãi, dâm dật cái vấn đề môi trường của huyện thì nó còn ô nhiễm, còn dơ nhiều lắm. Thật ra tôi cũng muốn bà con cô bác gom rác để cho nó thu gom gọn, để cho tôi đi thu gom để cho nó gọn sạch sẽ đường phố. Qua 5 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, huyện đã có 5 xã được công nhận đạt chuẩn. Khi triển khai xây dựng nông thôn mới, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí rất khó thực hiện. Đối với các địa phương đã được công nhận, tiêu chí này tuy đạt nhưng chưa tuyệt đối và thiếu tính bền vững. Tiếp tục là nhân rộng cái mô hình hố rác tự quản trong dân, đặc biệt là cái mô hình hố rác là bằng composite và xử lý bằng cái chất xử lý là sau 2 tháng chất xử lý. Và như tự phân biệt ở tại nguồn trong nhân dân. Và cái thứ hai nữa là
Ủy ban nhân xã là đang tổ chức vận động cái mô hình camera an ninh trên cái tuyến đường. Thì theo đó thì vừa kết hợp là xử lý bên lĩnh vực an ninh trật tự, nhưng lại vừa kết hợp phối hợp xử lý các trường hợp mà người dân là dứt khác rác bừa bãi không có đúng nơi quy định, để là cho đảm bảo cái môi trường xanh sạch. Rác thải tác động xấu đến môi trường sống và cảnh quan, do đó rất cần sự quan tâm hơn nữa của người dân. Trước hết là việc tự phân loại và xử lý rác thải tại nhà, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện xây dựng nông thôn mới. Gần 8 tỷ đồng là số tiền các mạnh thường quân đóng góp cho hoạt động khuyến học khuyến tài của huyện Đức Hòa trong năm 2015. Con số này được ghi nhận tại hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội khuyến học huyện Đức Hòa. Với nguồn quỹ đóng góp trên, trong năm 2015, Hội khuyến học huyện Đức Hòa và các xã thị trấn đã tổ chức trao gần 2.900 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 2,3 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp hội đã tặng gần 9.000 phần quà cho các em thiếu nhi, học sinh khó khăn với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Với những phần quà và học bổng được trao kịp thời đã phát huy ý nghĩa, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, phấn đấu vươn lên trong học tập. Năm 2016, huyện Đức Hòa tập trung thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng gia đình, cộng đồng, đơn vị, dòng họ học tập, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ trong trường học, tăng cường phát huy nội lực vận động quỹ hội để chăm lo cho sự nghiệp khuyến học khuyến tài của huyện. Nhân dân ấp Long Hưng, xã Long Cụ Tây, huyện Cần Đức tổ chức thi công mở rộng, nâng cấp đường giao thông của ấp với chiều dài hơn 800m, mặt đường mở rộng 3m, được đổ bê tông kiên cố. Kinh phí xây dựng tuyến đường là 820 triệu đồng, trong đó nguồn vốn sổ số kiến thiết tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng, và khiến hàng trăm mét vuông đất để mở rộng mặt đường. Tuyến đường được hoàn thành vào giữa tháng 12 năm 2015 sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho nhân dân khu vực trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, làm thay đổi cảnh quan môi trường của ấp, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã Long Phụ Tây trở thành xã nông thôn mới. Trong năm 2015, xã Long Hồ Tây, huyện Cần Đức đầu tư kinh phí trên 4,2 tỷ đồng, nâng cấp đường giao thông, sửa chữa cầu, trong đó kinh phí nhà nước đầu tư 3,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 800 triệu đồng và 5.000 mét vuông đất để thi công, mở rộng nhiều tuyến đường giao thông của xã, tạo điều kiện sinh hoạt, sản xuất, từng bước nâng cao cuộc sống nhân dân, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành thủy sản, tỉnh Phú Yên đề ra mục tiêu riêng đối với ngành khai thác hải sản đến năm 2020 đạt sản lượng đánh bắt 53.000 tấn. Trong đó, sản lượng cá ngừ dai vàng và cá ngừ mắt to 6.500 tấn một năm. Sản lượng cá ngừ vằn 17.500 tấn để xuất khẩu. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Phú Yên thực hiện các chính sách hỗ trợ ngư dân theo Nghị định số 89/2015/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ. Riêng trong năm 2016, ngư dân đăng ký đóng mới 185 tàu và nâng cấp cải quán 465 tàu cá và tàu dịch vụ hậu cần. Đến năm 2020, tổng số tàu cá ở Phú Yên lên 6.200 chiếc, trong đó tàu công suất từ 90 mã lực trở lên hơn 1.700 chiếc tham gia khai thác hải sản xa bờ và tàu dịch vụ hậu cần khai thác xa bờ, tập trung vào nghề chủ lực là đánh bắt cá ngừ đại dương. Tỉnh Phú Yên đang triển khai 3 dự án trọng điểm như nhà máy thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương công suất từ 2.000 đến 3.000 tấn một năm. Xây dựng 2 trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá tại thị xã Sông Cầu và thành phố Tuy Hòa để đáp ứng cho 1.000 tàu cá và xây dựng cụm công nghiệp đóng sửa tàu thuyền rộng 12 hectare tại huyện Tuy An. Biến đổi khí hậu đang có những tác động mạnh mẽ đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tại An Giang, nguồn lợi thủy sản sụt giảm nghiêm trọng, khiến đời sống của hàng ngàn hộ dân gặp nhiều khó khăn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những cánh đồng ở vùng đầu nguồn tỉnh An Giang như An Phú, Tân Châu hay vùng rốn lũ, Ô Long Chỉ, Thành Mỹ Tây, huyện Châu Phú hầu như không có nước. Lũ không về, cá tôm ít, nhiều gia đình mưu sinh dựa vào mùa nước nổi như khái bông súng, chợ đất thuê, giăng câu, thả lưới, bỗng dừng thất nghiệp. Cái năm vừa qua nước lớn thì cũng mần được, kiếm sống được. Năm nay nước nhỏ quá thì chỉ có mần nhổ bông súng đồ chút đỉnh vậy thôi. Ngày kiếm 5-70 ngàn, kiếm sống qua ngày chứ già đâu có nghề gì đâu mà.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn An Giang, tổng lượng dòng chảy về khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm nay thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, nên trong mùa khô 2014-2015, mực nước đo được mới đây tại Xuân Tô, huyện Tịnh Biên ở mức 1,55m, tại Tri Tôn ở mức 1,29m, tại Châu Đốc ở mức 2,35m, thấp hơn báo động 1 từ 0,65 đến 0,95m. Đây là mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Mùa nước nổi không dậy đồng nghĩa với việc nhiều làng nghề như làng Đống Xuồng Ghe Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, làng làm lưới câu Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, làng đan lưới, làng lợp, xưa nay vốn giải quyết việc làm và mang lại nguồn sinh kế ổn định cho cư dân. Năm nay bà con rơi vào cảnh thất nghiệp, điều này đã và đang đặt ra những thách thức lớn không chỉ cho riêng bà con nông dân, ngành nông nghiệp tỉnh An Giang mà cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quan điểm là chúng ta phải chủ động về quản lý nước bằng các hệ thống băng tràn, bằng hệ thống đê bao kiểm soát lũ, bằng các hệ thống điều tiết để chúng ta chủ động. Tuy nhiên một thứ hai nữa là chúng ta thay đổi về các cái mô hình canh tác, mô hình sản xuất để làm sao để chúng ta chuyển bớt cái lao động cũng cái ngành nghề của người dân từ cái khai thác đánh bắt nguồn lợi tự nhiên, lệ thuộc vào cái nguồn lợi tự nhiên sang một cái nghề ổn định hơn. Thì như vậy để được làm được chuyện đó thì chúng ta sẽ thực hiện cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển bớt cái sản xuất lúa sang rau màu, chuyển bớt cái sản xuất lúa sang nuôi trồng thủy sản, chuyển bớt sản xuất lúa sang chăn nuôi và trồng cây thức ăn chăn nuôi. An Giang là tỉnh có hơn 80% dân số sống bằng nghề nông. Việc tổ chức lại sản xuất, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp được xem như một cuộc cách mạng trong nông nghiệp của An Giang, nhằm hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ. Theo đó, việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, gắn bảo vệ môi trường, đảm bảo các mục tiêu về nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng hàng chục hectare đất nông nghiệp của xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình đã bị sạt lở với tốc độ nhanh và nghiêm trọng, đe dọa tính mạng và tài sản của hàng trăm hộ dân nơi đây. Mặc dù những năm qua, chính quyền các địa phương cũng như sự đầu tư của tỉnh Quảng Bình đã có nhiều cố gắng để di dời dân đến nơi ở mới an toàn, song vẫn còn nhiều chướng mắc cần tháo gỡ. Nằm bên bờ tuyến sông Chanh, Quảng Hải là một trong những xã khó khăn nhất của thị xã Ba Đồn. Hàng năm phải gánh chịu nhiều đợt lũ từ đầu nguồn sông Chanh đổ về, cuốn trôi tài sản và quan màu của người dân. Trước đây, đất sản xuất của những hộ dân ở đây trải rộng đến ngoài bãi sông, nhưng nay sạt lở cuốn đi hết. Có những nơi, chỉ sau một ngày một đêm, sông Chanh đã ăn mất vài mét đất, lấn sâu vào đường, nhà cửa của người dân. Xã Quảng Hải thì gồm có 6 thôn, những thôn bị ảnh hưởng lớn nhất là cái thôn Tân Thường. Theo cái nguồn gốc trước đấy, ông bà có cái kể lại, thì trước đấy thì cái thôn Tân Thường là có cái diện tích rộng ra tầm cỡ 5 đến 7 mét, nhưng mà do quá trình thiên tai, bão lũ thì đã xâm thực vào hiện nay là xâm thực vào tầm cỡ khoảng 5 đến 70 mét. 4 năm trước, chính quyền địa phương cũng đã được đầu tư xây khoảng 200 mét kè, nhưng nay cũng đã bị xói mòn. Thực trạng sạt lở nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng đến đời sống, gây quan mang cho hơn 100 hộ dân tại 3 thôn trên địa bàn xã. Đến nay, người dân xã Quảng Hải đang thấp thỏm lo đến cảnh nước nuốt làng. Gia đình bây giờ muốn làm một nhà hoặc muốn làm một cái gì có sự hoang mang, không ai muốn làm một cái gì. Chỉ ngay có những cái chương trình, tức là cho làm nhà hộ nghèo cũng không muốn làm đâu, bởi vì cô chắc bầu như làm được vài ba, được chục năm, năm, bảy năm lần. Thì chúng tôi cùng về phía địa phương thì chúng tôi cũng đề nghị rất là nhiều lần với các cơ quan có thẩm quyền, thông qua các cái hội nghị tiếp xúc cử tri, đại biểu quốc hội, rồi là cả cấp các ngành. Và cũng đã có cái nhiều cái văn bản cũng là đề nghị là về phía nhà nước có cái xem xét có đầu tư, nhưng mà cũng do nguồn vốn quá lớn cho nên là cũng chưa có đầu tư để rồi ổn định cái đời sống của nhân dân ở khu vực này. Tuy nhiên, theo người dân ở vùng sạt lở, ngoài việc hỗ trợ kinh phí cho dân di dời, các ban ngành địa phương cần có biện pháp căn bản hơn, lâu dài hơn. Việc trồng cây chắn sóng chỉ là phương án tạm thời, chỉ có xây kè kiên cố mới giữ được đất ở, đất sản xuất, ổn định cuộc sống của người dân, vừa tạo được một cảnh quan mới cho hành lang ven sông. Có như vậy, người dân ở các vùng sạt lở mới có thể yên tâm sống trên mảnh đất của mình,